Gần đây, đội đầu bảng Juventus với siêu sao Ronaldo đã gục ngã 4-2 trước chủ nhà AC Milan, đội thăng hoa từ nguồn cảm hứng của Zlatan Ibrahimovic ở vòng 31 Serie A. Ở trận đấu tại San Siro, Juventus chiếm ưu thế trong hiệp 1 nhưng không tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm. Trong khi Ibrahimovic chính là điểm sáng nhất trên hàng công của AC Milan với một vài nỗ lực uy hiếp thủ thành Szczęsny. Tuy nhiên, AC Milan đã làm nên cuộc ngược dòng ngoạn mục từ cảm hứng của Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic và Cristiano Ronaldo là hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bóng đá đương đại. Họ có rất nhiều dịp chạm trán với nhau trong màu áo của câu lạc bộ cho đến các trận đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Nhưng không ngoa khi nói, lần đối đầu nào họ cũng được người hâm mộ chờ đợi. Ở tuổi 38, trong khi Ibra là đầu tàu của Milan, thì Ronaldo cũng có hiệu suất ghi bàn đáng nể trong màu áo Juve, mặc dù đã 35 tuổi. Và bây giờ, hãy cùng điểm lại 6 lần đối đầu đáng nhớ của Ronaldo và Ibrahimovic để một lần nữa cảm nhận được sức nóng và năng lượng mà hai siêu sao đem đến cho người hâm mộ túc cầu thế giới. MU 20 Inter Milan năm 2009. Tháng 3 năm 2009, MU đối đầu với Inter Milan tại trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Và đó cũng là trận đấu mà hai ngôi sao sáng giá của làng túc cầu khi ấy là Ronaldo và Ibrahimovic đối đầu với nhau. Ngoài pha lập công ban đầu của trung vệ Vidic ngay ở phút thứ tư của trận đấu giúp MU dễ dàng triển khai lối chơi của mình, CR7 chứng tỏ đẳng cấp khi ghi bàn kết liễu đối thủ khi hiệp 2 chỉ trôi qua được 4 phút. Cụ thể, phút 49, Rooney bấm bóng khéo léo vào vòng cấm địa để Ronaldo tinh quái băng xuống đánh đầu hạ gục Kinsa trong tư thế không ai kèm. Qua đó giúp MU đánh bại Inter của Ibra 2-0, giành vé hiên ngang vào vòng tứ kết. Real 20 AC Milan năm 2010. Không những đóng vai trò chân sút chủ lực của Real ở trận đấu này, Ronaldo còn khuấy đảo hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống và cơ hội dứt điểm cho các đồng đội. Những bước chạy thần tốc, ngoặt bóng bất ngờ hay xuất xa uy lực của CR7 đã khiến hàng phòng ngự của đội bóng đến từ Serie A bộc lộ nhiều lỗ hổng. Tuy nhiên, dù sao đi chăng nữa thì siêu sao người Bồ cũng biết cách tỏa sáng, và trận này anh đã góp một pha lập công từ chấm đá phạt và một đường kiến tạo cho Ozil ghi bàn để giúp Real có chiến thắng 2-0 trước đối thủ. Bồ Đào Nha 1-0 Thụy Điển năm 2013 lượt đi. Cuộc đối đầu tại vòng Playoff World Cup 2014 giữa Bồ Đào Nha và Thụy Điển rất được chờ đợi bởi sự góp mặt của hai ngôi sao hàng đầu là Ronaldo và Ibrahimovic. Ở trận đấu này, Ronaldo không có nhiều đất diễn khi hàng thủ đội khách thi đấu tập trung. Tương tự, Ibra cũng im hơi lặng tiếng trong phần lớn thời gian bởi quyền kiểm soát thế trận thuộc về Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, với đẳng cấp hơn người, CR7 đã lên tiếng khi trận đấu trôi về giai đoạn cuối. Phút 82, tiền đạo sinh năm 1985 lặng lẽ xâm nhập vòng cấm địa của đối phương rồi bay người đánh đầu từ pha tạt bóng của Miguel Veloso ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chiến thắng 1-0 cũng đủ để Bồ Đào Nha có được lợi thế trước khi hành quân sang Thụy Điển thi đấu trận lượt về diễn ra sau đó một tuần. Bồ Đào Nha 3-2 Thụy Điển lượt về. Trong trận đấu mà người Thụy Điển hy vọng Ibra sẽ tỏa sáng, ngôi sao đang khoác áo PSG khi ấy đã lên tiếng. Tuy nhiên, cú đúp của tiền đạo sinh năm 1981, trong đó có một pha xúc phạt đẳng cấp là chưa đủ để Thụy Điển giành vé đến Brazil, bởi Ronaldo mới là nhân vật chính của show diễn này. Anh đã ghi cả 3 bàn thắng để giúp Bồ Đào Nha giành vé dự vòng chung kết World Cup 2014.
siêu sao số 7 người Bồ đã trải qua một trận đấu được đánh giá là tuyệt vời nhất trong màu áo của đội tuyển quốc gia sau khi khai hỏa giúp Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước trong hiệp 1. CR7 tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời bằng cú đúp trong vòng 2 phút ở hiệp 2 từ phút 77 đến 79, qua đó nhấn chìm tham vọng dự World Cup của Thụy Điển. Chưa hết, với màn trình diễn được đánh giá là siêu thuyết phục này, cựu ngôi sao của MU còn xứng đáng nhận được những mỹ từ đẹp nhất từ người hâm mộ cũng như giới chuyên môn trên khắp thế giới. Juventus 1 đều AC Milan năm 2020. Trận bán kết lượt đi Coppa Italia giữa AC Milan và Juventus được kỳ vọng sẽ chứng kiến màn so tài của hai siêu lão tướng Zlatan Ibrahimovic và Cristiano Ronaldo, những người vẫn đang là trụ cột của đội bóng dù sắp chạm ngưỡng 40 tuổi. Tuy nhiên, đội mở tỷ số trước là AC Milan, từ quả treo bóng của đồng đội, số 7 tung người móc bóng trúng tay Calabria. Cristiano cũng chính là người thực hiện thành công quả phạt đền sau đó ở phút 90 để giúp Juve thoát một trận thua trên sân đối thủ. Juventus 2-4 AC Milan. Màn đọ sức giữa hai ông lớn của bóng đá Italy cũng là màn so tài giữa Ibrahimovic và Ronaldo được người hâm mộ vô cùng háo hức. Tại thời điểm đó, AC Milan cần 3 điểm để tiếp tục cuộc đua giành vé dự Europa League mùa giải tới. Còn ba đầm gia thành Turin cần thêm chiến thắng để tiến thêm một bước nữa đến ngôi vô địch. Nếu hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa không đều, của ngôi sao người Thụy Điển đã tận dụng được sự thảm họa của hàng thủ Juve, qua đó có màn lội ngược dòng 4-2 dù bị dẫn trước 2 bàn. Đây có lẽ là một trong những thất bại tủi hổ bậc nhất của lão bà trước đại kình địch AC Milan trong lịch sử. Dù năm tháng trôi qua, nhưng không thể phủ nhận đẳng cấp của cả hai siêu sao này. Bạn là fan hâm mộ của ai? Hãy chia sẻ vào một bình luận bên dưới video cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.